Kinh Đồ Lĩnh Mỹ, xin chào các bác. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 11, em lên với các bác áo pilot. Hôm nay em lên áo pilot nha các bác. Và các bác vừa ý được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 14 59 65. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Em lên cũng lộn xộn thôi các bác, có gì lên đó ha. Rồi, đầu tiên em lên một con pilot nha các bác. Bách K N2B. Chuẩn Mỹ nha các bác. Chính hãng Alpha Industry. Chuẩn Mỹ, Made in USA. Hàng thương mại ha. Rồi. Chuẩn Mỹ hàng thương mại, thập sản xuất thập niên 90 nha các bác. Rồi, Made in USA ha. Hàng thương mại. Ok. Cái này thì ấm nha các bác. Nón nó lót lòng ha. Cái này thì nó hơi dơ dơ, nó bụi thôi. Cái này nó về giặt thì bao ra nha, nó chỉ mang dơ mồ hôi thôi. Nó chỉ bụi bụi thôi. Còn áo thì để em xem tình trạng áo. Nó cũng hơi bụi bụi dơ dơ đây các bác. Đó, hơi dơ dơ thôi nha. Đạn nhựa nó gỡ ra. Logo Alpha, chính hãng Alpha nha. Rồi. Chính hãng Alpha. Sản xuất tại Mỹ thập niên 90. Tem thì nó nằm trên cổ thôi, nó không nằm trong túi. Khóa ID luôn nha các bác. Khóa ID. Rồi bo thân còn ngon ha. Bo tay. Bo tay như nó thay rồi các bác. Bo tay hình như không biết thay là thường Alpha là bo tròn ha, cái này nó chắc nó thay rồi. Đúng rồi các bác, cái này thay nhưng mà nó nhìn nó vẫn đồng màu nha. Nó đồng màu ha, không chỉ lệch mấy. Tất nhiên bo Mỹ thì nó mềm ha, cái này nó dày dặn hơn nha. Rồi đã thay bo tay, bo thân thì vẫn còn riêng nha. Nó chỉ bụi dơ thôi. Mấy vết này bụi về giặt bao ra cho các bác nha. Các bác về giặt em bao ra ha. Đây cũng dơ nè các bác. Rồi, nó hơi dơ. Và size medium nha các bác. Rồi, cái này về giặt cái là ổn hết nha, còn lại ổn. Chỗ này nó bị dính cũng dơ dơ vậy thôi. Đây em cạo ra nha. Các bác giặt cứ giặt cho em là ra hết, không ra lấy xăng hoặc là nước rửa móng tay các bác vò là nó ra thôi. Size medium. Nói chung hơi dơ thôi chứ còn áo còn ổn nha. Với lại cái bo nó bị thay. Form N2B nha các bác. Form dáng của áo Bách K N2B. Áo chuẩn Mỹ hàng thương mại sản xuất thập niên 90. Chính hãng Alpha Industry ha. Rồi ok các bác. Ok ha. Nút rồi em khỏi gài đi, nó hơi bụi tí thôi. Lông thì cổ nó có dây kéo đây nha, các bác thích bẻ cái dây kéo ra được. Hơi bẻ cái ra là được. Rồi các bác từ 64 đến 74 ha. 62 cũng được. 62 đến 74 ký và cao 1m72 đổ lại. Ok không các bác? Rồi, nó hơi dơ thôi chứ còn là áo ổn nha, với lại một lỗi là thay bo thôi. Nhưng mà cái bo vẫn đồng màu nha các bác. Khóa ID, chân khóa còn ngon ha. Rồi, tình trạng thì nó hơi bụi bụi thôi chứ còn nó cũng còn phải tầm 90% đấy các bác. Còn cái bo thì đã thay ra, nhưng về cái vải thì nó còn dưới 90 đây ha, em cho 85% đi. Rồi. Cái này em bán 700 ngàn ha, đầu lai bán 700 ngàn. 700 ngàn cho một con Bách K N3B chính hãng Alpha nha các bác. Rồi, em đo chiều dài đây nha, tay ráp lăng em không có đo. Dài 61. Rồi, 700 ngàn đồng, mã số 763. Các bác về giặt cái là ổn thôi. Nó hơi bụi bụi thôi nha. Độ mới thì dưới 90% thôi.
còn ổn đấy các bạn, nó mỗi tội là thay bo thôi. 700.000, mã số 763. Rồi tiếp theo em lên một cái áo Scott nữa các bạn, một cái áo Scott màu xanh coban ha, màu xanh coban nghe các bạn. Tiếp MA1 chuẩn Mỹ nha, thằng này cũng chuẩn Mỹ, sản xuất thập niên 90 Scott ha. Thằng này nó cũng rất là lớn nha, nó cũng không thua kém gì Alpha đâu, Alpha nhất thì nó cũng phải nhì. Rồi Scott Bros nha các bác. Thương tiếp MA1 ha. Rồi cổ thì nó hơi sờn tí. Tất nhiên thì nó là hàng thương mại thôi, hàng Scott này nó không có ký hợp đồng với quân đội đâu nha, cho nên nó không có hàng cấp phát đâu. Scott thì nó chỉ thương mại thôi, nhưng mà nó chuẩn bị sản xuất năm 93 luôn nha các bác. Mặc dù hàng thương mại nó vẫn ghi đời nha, đời 93 đây. Size medium Scott Bros ha. Rồi chỗ này hơi dơ dơ tí dính gì chắc chắn nhưng mà mờ nữa nghe, cái này lấy xăng vò chắc ra. Rồi bo còn ok nghe các bác, cái này thì dơ đứt thôi, cái này thì bao ra đứt thôi nghe các bác, em cạo nó ra. Rồi bo ngon, lót cũng ổn nha, cái lót cam trong cũng ổn, đời 93 đó nghe các bác, chuẩn Mỹ nha, chuẩn Mỹ. Thằng Scott thì nó không ghi mấy cái USA đâu, nhưng mà chắc chắn nó sản xuất tại Mỹ. Rồi cái trên này nó sực sờn tí rồi, chỗ tí này, này không ảnh hưởng ha. Bo cổ cũng còn ngon, rồi cái màu xanh cũng ok lắm nghe các bác. Rồi bo tay cũng còn khá đây, hàng Scott thì bo nó nối nha, này nó bị xước một tí này các bác, xước xíu xíu đây ha. Nhưng mà hàng các bác mặc hàng vintage thì mình có thể chấp nhận được cái nhỏ thôi. Rồi tay bên này ổn nha, tình trạng thì cũng còn 90%. Rồi một lỗi duy nhất là xước ở đây thôi, về các bác nếu mà muốn kỹ lấy kìm nhíp lại cho nó chắc các bác, nhíp lại thôi, khi các bác mặc này nó cũng thục vô trong như thế này. Rồi còn ổn nha, form MA1 nha các bác. Và cái form của cái Scott mặc nó vintage lắm các bác, bởi vì nó may cái form nó rộng, cái lưng nó ngắn mà cái form nó rộng cánh dơi đó các bác, cho nên nó lên form dữ lắm. Cái này về các bác khâu lại giúp em chỗ này nè, cái chân khóa trong thì nó không có đứt đâu nghe các bác, nó chỉ đứt ngay cái đường mí mây này nè, về mình có thể khâu lại được hoặc là cứ để về kéo thôi, khóa Scott luôn. Thằng Scott này nó cũng không rẻ đâu các bác. Rồi khóa số 10 luôn nha, logo Scott. Rồi tình trạng là còn ổn nha, một lỗi là xíu ngay cái bo thôi, nhưng mà các bác mặc thường cái bo nó thụt vô như thế này. Cái này em mặc đúng là vừa đấy, size medium đấy nha, để form nó rộng thôi, cho nên là các bác tầm 63-64 kg cũng được, tại bởi vì cái form này form rộng ha. Bác nào thích mặc rộng rộng thì 63 kg cũng được, còn không thì 65-76 kg, cao 1m7 đổ lại ha, lưng cũng ngắn thôi. Các bác thấy form nó vintage, form lên form đúng không các bác. Rồi em bán 1.100.000, 1.100.000 nha các bác. Đó nó chỉ lỗi xíu ngay cái bo thôi, nhưng mà thường cái bo mình mang nó thục như thế này, cho nên là các bác nhíp lại thì nhẹ thôi, tí chỗ này thôi, còn lại ổn cái các bác. Rồi mà cái màu này cũng hiếm đấy, 1.100.000 nha. Dài và size nhỏ đó nghe các bác, size medium thôi đấy, dài 64, tay 52, vai 52, tay 63 và dài 64, 1.100.000, mã số 764 nha các bác. Hôm nay em lên hơi trễ tí, cho nên là các em phải tranh thủ lên live sớm, chắc video hay có thể em làm ngắn lại một tí. Rồi tiếp theo
Tiếp theo em lên lộn xộn nha các bác, hàng Mỹ có. Và cái này thì nó là, và hàng China cũng có. Cái này nó hàng Mỹ nhưng mà nó gia công tại China đấy nghe các bác. Rồi, size medium. Size medium nghe, cái này của Rutco nghe các bác, thương hiệu Rutco của Mỹ đấy, nhưng mà nó gia công chắc chắn là gia công ở Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Honduras thôi, một trong ba nước đó. Mà thấy chỗ này nó mờ rồi, nhưng mà nó là hàng thương hiệu của Mỹ nha các bác. Khóa tem Rutco, logo của nó đây. Cái này là của thằng Goodwill nó bán nha, tức là nó cũng cửa hàng đồ cũ nó bán đấy, tức là nó gắn cái táp vô thôi, chứ cái này hàng đã qua sử dụng, không phải hàng mới đâu. Nhiều bác thấy cái táp treo cứ tưởng hàng mới, không phải đâu nha. Bo thì nó hơi màu xanh xanh tí nha các bác. Cái này size gì đây? Size medium thôi nha, size medium. Rồi, bo thì nó màu nó hơi xanh xanh tí. Rồi, chỗ này bị cháy tí, cháy giống như cháy tàn thuốc đó các bác. Chỗ này thì quéo quéo tí thôi. Cái đó trong cái nẹp thì chắc cũng không sao. Bo thì nó hơi nhão rồi nha, bo nó hơi nhão nha các bác. Nhưng mà cũng là form dáng MA1 ha. Và thương hiệu Rutco, gia công tại, nói chung Trung Quốc hoặc Hàn Quốc thôi, tem nó mờ rồi. Nhưng mà hàng Rutco thì đa số ha, chỉ gia công ở Trung Quốc hoặc Hàn Quốc thôi. Rồi các bác, từ 67 đến 77kg ha. Và nặng cao từ 1m72 rồi lại, bo nó hơi nhão tí nha. Rồi con lại ổn nha các bác. Rồi con lại ok. Bác nào nếu mà ấy thì cho thợ rút cái bo, là còn không cứ để về mang thôi. Bo tay cũng còn ổn. Rồi em bán 400.000. 400.000 rồi. Ổn nha các bác. Cho một con MA1 nha. Áo pilot thương hiệu của Mỹ, gia công tại Trung Quốc. Size medium. Hàng của Rutco nha các bác. Vải thì còn ổn đấy. Cái màu vải còn mới, như cái bo nó hơi xanh xanh với lại nó bị quéo một tí chỗ này. Đây. Khóa số 10 MA1 ha. Rồi. Các bác cứ mua hàng của em là em báo rõ hết. Cái nào của ai, thương mại cấp phát hay là gì thì em báo hết. Mã số 765 400.000. Cứ phải báo rõ ràng thôi các bạn, có sao mình báo vậy thôi. Rồi tiếp theo em lên một con màu cổ vịt, Pilot Alpha màu cổ vịt Silac nha. Silac chính hãng Alpha nha. Cái này không biết có ở Mỹ hay là khả năng vẫn còn của Mỹ đấy các bạn, tức là sau năm 2000 thì nó gia công tại Trung Quốc. Nó chỉ để vậy thôi, không biết cuộn nào. Thường á, cái tem nó ghi để nguyên bên nè, một bên nó treo toàn tem ở đây á, thì nó made in China. Nhưng mà cái này, cái bo nó mềm mềm thì chắc cũng Mỹ đấy. China thì bo nó dày hơn ha. Rồi, nói chung không biết cuộn nào, Mỹ, China gì cũng vậy thôi. Cũng là của Alpha, cam kết là chính hãng Alpha ha. Cái này nó, cái nó để treo quá, nó treo nặng quá, nó bị rạn ra đây một chỗ ha. Rồi, bo. Bo thân còn ổn nha các bác. Bo thân còn ổn. Mà bo tay á, bo tay thì bên này còn ngon, bên này thì bị lỗi. Các bác về nhíp lại giùm em ha, về lấy kim khâu lại giùm em. Nó dơ đây nè, dơ đây, dơ đây. Rồi nói chung hàng vintage thì cũng phải chấp nhận. Nói chung là nói vậy cũng không đúng ha. Tức là hàng đã qua sử dụng thì nó có lỗi, mà các bác nếu mà thấy chấp nhận được cái lỗi này thì chốt ha, chứ còn kêu lỗi mà kêu các bác chấp nhận thì sao được, sai rồi. Em nói em tính chính lại ha. Ủa cái áo này mất cả tay cầm luôn ta. Cái này thực tế là nó rách ở trên thôi nghe các bác. Các bác có thể nhíp lại ha, hoặc đưa thợ may xích sát vô. Nó với lại mình mặc thì thường là cái tay nó thụt vô trong như thế này nè. Chỗ này nó dơ nha, nó dơ nè. Này không biết có ra hay không đó. Và cái tay cầm nó bị mất cái tay cầm nha. Rồi tiếp CVKU nha các bác. Rồi Silac,
73 đến 83 cân, cao 1m73 đổ lại à. Ok, cái màu đẹp các bác, màu phổ Việt nha. Rồi còn ổn đấy, đường chỉ nó hơi sù sù cái đường chỉ đây thôi, còn ổn nha. Còn về cái nước màu nó phải 90% đấy, nhưng mà bo nó lỗi rồi. Cái này là dơ bụi nha, em bao ra cho các bác, cái này là bụi dơ thôi. Cái này chính xác là bột xà bông đấy các bác. Cái này bữa em cho vào máy em giặt luôn rồi. Em giặt luôn rồi nha. Còn cái này các bác muốn ra phải lấy acetone vào. Còn cái này khi giặt xong nó giặt nhiều quá các bác, xà bông nó không có tan hết á, xả nó cạn lại thôi. Xả nó cái xà bông nó còn đọng lại, nó dính đây thôi. Em bao ra cho các bác nha. Em bao ra đó, lúc đầu nó trắng nhiều em vò, nhưng mà cái này phải giặt thì nó mới bay hết. Em cam kết ra, không ra cứ bắt đèn em ha. Rồi, tiếp CWU. Rồi nó xì ở đây tí nữa nè. Nó xì ở đây tí nè. Nếu các bác nếu mà muốn về mà muốn đẹp được sửa, đưa ra thợ may cái này lại ha, hoặc tháo cái bo ra, lực cái bo vô trong ha, hoặc là thục đẩy lên chút, may cho nó thẩm mỹ luôn là mang, là có một áo đẹp ha. Và nó xì đây nữa nè, cái này cũng về xử lý được đó. Và tiếp CWU nha, và màu này cũng màu hiếm đấy, đạn nhựa còn. Rồi cái này em bán 800.000 ha, mặc dù nó có lỗi nha, nhưng mà giá nó cũng không có lỗi đâu. giá 800 vẫn 800.000 nha, hợp lý đấy các bạn. Hàng Alpha thì nó không rẻ ha. Ồ, em đo thước dây em lại quăng đi đâu rồi các bác. Rồi em đo nha. Màu đẹp các bác, màu dạng màu xanh cổ vịt đấy. Nói chung là giá này thì bắt buộc nó phải có chút chút lỗi thôi, nếu có về xử lý được thì nó ngọt ha. Vai 54 tay 65 dài 65 luôn nha các bác, 800.000, mã số 766. Rồi tiếp theo em lên thêm một con CWU nữa này các bác, CWU con này thì nó không mới lắm, màu xanh nha, nhưng mà nó còn tầm 85% thôi, màu nó hơi ngã ngã, nó không được xanh lắm ha. Rồi bo tay thì còn ok ha, rồi bo cũng còn ok, bo thân thì bên ngoài thì còn ok nè các bác, chỗ này nó có lỗ, cái này giống như ngày xưa nó rạch ra để nó luồn dây thun vô các bác, em nghĩ vậy ha. Đây nè, đúng luôn các bác, ông may còn dây thun vô, giờ ông luồn như sao này. Rồi bây giờ tháo ra lại, nếu các bác về bây giờ cho thợ, nếu mà về sửa thì đưa cho thợ, họ rút cái bo lại thôi, rồi họ bóp chỗ này lại luôn, nối đường ngay đây cho nó mất cái chỗ này luôn. Còn cả logo Alpha nha. Rồi size ít ít lát luôn, cái này to, hoặc là về các bác có thể to con thì về chốt cái này được, hoặc là về em bán 600.000. Màu thì còn nói chung còn tương đối, nó không còn mới lắm đâu các bác, tầm 80% thôi, quá Alpha. Size to nha các bác, từ 80 đến 100 kg, nếu mà đẹp thì phải 90 mới đẹp à, nói chung từ 85 đến 105 kg. Rồi hàng Alpha ha, còn tương đối chung thân áo rồi, không có rách gì đó, bo rồi tay đâu cũng vậy nha, bo thân thì nó rạch hai đầu này thôi, dưới đường ngay giữa và bên trong thôi. Rồi nói chung là bác nào thích chơi hàng Alpha form CWU này mà giá hợp lý thì mình chốt con này ha. Tất nhiên giá này thì nó áo nó còn tương đối thôi, này
Cái này có về rút bo là ngon, còn lại đâu có lỗi gì đâu. Có điều size nó to thì em bán 600 ngàn nha, mã số 767. Rồi em ra vai 59, tay 67 và dài dài 68 nha. 600 ngàn, mã số 767 ha. 600 ngàn chứ. 600 ngàn, mã số 767. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lên. Rồi em lên một con MA1. Rồi một con MA1. MA1 nha, thập niên 90. Thập niên 80 nha các bác. MA1 thập niên 80. Chính hãng Alpha Industry. Nhớ có cái tay cầm mà biết đâu. Rồi cái này các bác lấy em sẽ gắn đúng cái tay cầm zin cho nó luôn. Đúng cái tay cầm zin luôn nha. Em nhớ hình như còn bữa cái này nó rớt ra em để ở đâu. Có tay cầm zin luôn các bác. Rồi size nhỏ. Size small. Các bác từ 50 đến 65 kg và cao 1m63 đổ lại thôi. 1m63 đổ lại, 65 kg đổ lại ha. Và size nhỏ hiếm nha các bác. Cái này màu nó cũng, cái màu nó cũng hay lắm, nó cũng nói chung màu ô liu, nhưng mà ô liu lợt nha các bác. Màu nó lợt lợt. Nó cũng còn tương đối thôi. Rồi bo cũng còn ôm vậy thôi. Rồi cái này các bác lấy á, em sẽ gắn đúng cái tay cầm ring của nó nha. Không biết tay cầm ring là Alpha hay là Idea gì đó. Em sẽ gắn cái tay cầm vào cho các bác. Không có, em sẽ thay cũ khác cho các bác luôn. Rồi em sẽ thay cũ ring vô cho các bác luôn. Thay cũ ring giống vậy luôn nha. Rồi khóa này khóa Idea. Này thập niên 80 thì khóa Idea này. Đạn nhựa thì còn một viên thôi. Rồi màu nó cũng hơi nhạt nhạt nha, nó bị sờn sờn tí đây, sờn sờn tí đây nha các bác. Rồi bo còn ngon, bo còn ngon nha, bo còn ngon, ôm như thế này nha, bo tròn hai tầng nha các bác. Cái màu nó cũng hay lắm, cái màu nó nhạt nhạt vậy đó, chứ không phải bị phai đâu nha. Cái màu nó vậy đây các bác. Rồi nó bị mất cái hột nút, lúc bên này còn bo trên bo dưới còn nha, bo dưới còn ổn. Rồi này cũng còn ổn, bo Mỹ thì bắt buộc rồi, nó cũng sôi sù sù, chỗ này nó cũng hơi dơ dơ nè các bác, nó ăn màu luôn rồi nha. Cái này nó ăn màu, có thể nó sẽ không ra đâu. Chỗ này nó hơi ố ố tí. Rồi và cái nút này nó cũng mất rồi. Các bác lấy thì em sẽ đóng một nút khác vào cho các bác. Các bác lấy thì em đóng cái nút vào cho các bác nha. Và này nó là thập niên 80 nha các bác. Cái logo các bác cứ để ý, logo này là thập niên 80. Còn cái logo này nếu mà hàng Mỹ nha, nếu mà hàng Mỹ nha là thập niên 90. Còn sau năm 2000 mà logo như thế này thì nó là China rồi. Áo mà Mỹ Made in USA là cái logo này là thập niên 90 nè. Còn cái logo này là thập niên 80 nha. Còn thập niên 70 thì nó không có logo. Đầu thập niên 70 trở, đầu thập niên 80 trở về trước thì nó không có logo. Made in USA ha. Chính hãng Alpha Industry ha các bác. Size small nha. Rồi, tình trạng thì còn ok đấy. Cũng còn
còn tầm 85%. Rồi em sẽ đóng nút và thay củ khóa cho các bác à. Củ khóa rin luôn, củ khóa rin luôn, em còn một củ, một là em gắm tay cầm mà không được thì em sẽ thay cái củ ha. Rồi và size nhỏ cực kỳ hiếm nha các bác, size nhỏ ha, và nó vài lỗ nhỏ nhỏ như thế này, dơ dơ ố ố như thế này thôi ha. Chủ yếu bị bên tay này thôi, cũng nhẹ thôi, không vấn đề. Nhưng mà size nhỏ nha, cái này em bán 1.400.000, bác nào vừa ý con này chốt cho em 1.400.000 nha. Mã số 768. Thôi em bán 1.300.000 đi, 1.300.000. Size nhỏ cũng hiếm lắm nha các bác. Mấy cái dòng Mỹ nó size small nó không biết, nó lại ít, rất là hiếm. Màu cũng còn khá. Và bác nào nhỏ con, chốt con này ha. Vai 45, tay 60, dài 60 thôi nha các bác, 1.300.000. Rồi tiếp theo rồi lên một con mà một con này còn độ mới cao, con này còn mới lắm, màu đẹp. Bo còn ngon nha các bác, cái bo nó hơi long long vậy thôi chứ không không xù đâu nha. Thường bo Mỹ thì cái nó hơi long long vậy thôi. Rồi chứ còn lại độ mới cao nha, không lỗi lọc. Con này chuẩn Mỹ nè, các bác nhìn tem còn cứng ngắc như thế này ha. Thập niên 80 nha các bác, size medium. Medium, thập niên 80, made in USA. Rồi. Độ mới cao nha, trên 95%. Các bác nhìn cái vải mới như thế này. Rồi, màu nó cũng hơi ngã ngã giống như màu hàng cấp phát xưa đấy các bác. Chứ cái màu nó không đậm nha, cái màu thường các bác hay gọi là màu xanh nồng súng đó, đại khái vậy thôi chứ thực chất nó không đúng, nhưng mà cái đại khái là cái màu vậy, nó giống cái màu hàng cấp phát xưa. Rồi ok, độ mới cao không lỗi lầm nha, còn ok lắm. Các bác nhìn khóa rồi còn ngon ha, vải rồi sạch sẽ nha, không tì vết nha các bác, khóa ID. Rồi chân khóa còn ngon như này, và size medium nha, mới lắm, độ mới cao 95% trở lên nha. Size medium, cái túi nó hơi dơ thôi, cái này bên trong nó về giặt giùm em thôi. Ok các bác. Rồi em bán 3.000.000. Chuẩn Mỹ nha, chuẩn Mỹ thập niên 80, chính hãng Alpha Industry, made in USA. Tất nhiên nó là hàng thương mại thôi, cứ phải báo rõ ràng cho các bác. Rồi ok, các bác thấy form nó ổn không? 63 đến 73 kg, thậm chí 75 cũng được ha. Pilot thì mình mặc thường cái form nó rộng cho nên mình 75 cũng được, nhưng mà cứ vừa là cứ 6, thậm chí 60 cũng được, 60 kg cũng được, 62 đến 73 kg đi ha. Ok, chuẩn Mỹ chính hãng Alpha thập niên 80 nha các bạn, áo này sản xuất thập niên 80 và giá 3.000.000. Mã số 769 ha, áo còn đẹp lắm nha các bác. Vai 49, vai 49, tay 63 và dài 60 thôi, 61, 60.5, 61. Mã số 769, giá 3.000.000. Rồi ok các bác, đợi em tí.
các bác để em tí. Rồi em lên một con pilot đen nha các bác. Pilot đen MA1, hàng của Rutco luôn nha. Hàng Rutco, thương hiệu của Mỹ, gia công tại China. China hoặc Korea thôi. Made in China nha các bác. Size medium, size medium, tiếp MA1 ha. Form dáng MA1 đây. Hàng của Rutco nha. Bo thì nó hơi xù xù dơ dơ các bác về. Cứ gỡ ra em ha. Bo thì còn ôm nha, bo này được cái nó dày dặn nè, ôm nè. Mấy cái này về các bác ngồi xiên xiên gỡ ra em thôi, nhiều khi nó vón cục rồi thôi. Hả? Vậy lại nó hơi dơ thôi, về giặt cho em. Đây hơi bụi nha, tay nó bụi. Phù áo này còn được đấy. Nó hơi dơ thôi. Nhưng mà bo được cái nó dày nghe các bác. Bo còn ổn ha. Áo nó còn được đấy. Cái cổ thì nó hơi vón cục xù xù thôi, về các bác gỡ ra giùm em. Với lại giặt lên cái thôi còn lại ổn hết nha. Chỗ này nó hơi ma sát nhẹ nhẹ. Tiếp MA1 ha. MA1 luôn, khóa số 10. Trực chất form dáng nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác thương hiệu. Rồi. 65 đến 75 kg. 65 đến 75. À, cũng 63 đến 73 kg ha. Cao 1 m cao 1m63 đến 1m75 luôn. 75 vẫn được nha. Rồi em bán 450.000. Cái này nó hơi dơ dơ thôi, về giặt thì mấy bụi bụi đây nè. Chứ còn áo còn đẹp, nó không lỗi lầm nha. Bo nó hơi xù xù nhẹ nhẹ. 450.000 nha các bác, Sammy luôn. Cái này đứt nha. Cái này đứt nha các bác, nó hơi dơ thôi, về đó cạo ra. Còn lại nó không lỗi lầm gì hết đâu nha. Về giặt là mặc thôi. Mấy cái này các bác cho vô máy giặt vẫn được nha. Hàng thời trang thì được cái bo nó dày dặn hơn. Cho nên cho vô máy giặt thoải mái. Vai 54. Tay 66. Dài 65 nha các bác. Rồi, 450.000. Mã số 770. Rồi em lên tiếp theo cái N2B. Cái này N2B. Này made in China. Nhưng mà nó của Alpha luôn nha. Chết chà. Hơi chịch cái mặt để em đi. Chính hãng Alpha nghe các bác. Size lát này. Và cái tem đây, Made in China ha. Nói chung là đời sau này, sau năm 2000 thì Made in China hết. Nhưng mà quan trọng là chính hãng Alpha nha. Size lát này. Cổ lông nha, cái vành lông nha các bác. Cái lông này cái này thì nó dính liền do nón nè, còn cái này nó may chồng lên thôi. Nhiều bác về không thích cái lông thì có thể gỡ bỏ đi ha. Như vậy nó hơi dưa dưa, nó bệt lại vậy thôi. Nhưng mà về không thích các bác tháo đi được. Tại cái này nó chỉ mây chồng lên thôi nha. Các bác tháo ra được nha các bác. Đây. Mình tháo rời ra được ha. Trong trường hợp các bác không thích cái lông đó. Cái lông này nó cũng thấy cũng không được đẹp lắm. Rồi. Cái này tiếp N3B đó nha. N2B nha các bác. Form dáng N2B. Độ mới cũng còn cao đấy. Tem còn rõ dưới này. Các bác thấy. Rồi, bo còn ổn nha. Bo còn ngon lắm. Bo dưới còn ôm khít như thế này nè. Bo 2 tầng. Mấy này dơ thôi, về giặt giùm em. Rồi, bụi thôi. Em mới để dưới đất nó bụi thôi. Nói chung áo còn đẹp nha các bác. Áo còn đẹp đấy.
logo Alpha, chính hãng Alpha hết nha. Rồi nó có túi, nó hai ngăn, một ngăn có bắt học vào bên trong nè, còn một ngăn là cái túi ha. Này vào mùa này các bác mang thì là đúng hơn ha, ấm. Sai lát các bác từ bảy cỡ như em mang cũng được. Cái này các bác không thích có thể trẻ ra được. Nhìn cũng hay đúng không các bác? Các bác cỡ như em mà mang cũng được rồi, 68 đến 80 cân ha. Rồi, cái này pilot mặc rộng rộng chút, thậm chí 65 được bác, nếu bác nào thích mặc rộng rộng ha. Rồi. Cái này còn ổn nha các bác. Rồi cái này em bán khóa nhựa nha. Logo Alpha, không có đèn nhựa. Rồi, kéo lên luôn, ấm nha các bác. Rồi. Độ mới cao nha, cái này độ mới cao lắm. Màu còn đen thui, bo còn ôm khít như thế này. 96% khỏe đấy. Nhưng mà cái lông thì có vẻ nó không tới chứ. Cái lông cạo do cái màu thôi nha các bác, cái màu với nó bịt bịt thôi. Các bác không thích thì tháo ra thôi. Rồi em bán 1 triệu 3. 1 triệu 3 nha các bác. Chính hãng Alpha. Rồi 68 đến 80 cân. Rồi bác nào thấy vừa ý chốt này, còn mới lắm. Các bác nhìn cái tem nó chưa nhầu là biết rồi thấy không. Còn cái lông các bác không thích cứ về tháo cho em. Chút hồi em lên con người ta tháo lông ra nè. Cái lông rời nó tháo được. Còn cái này lông nó dính liền nhưng mà các bác tháo bỏ luôn khỏi sạch. Rồi cái tay ráp lăng nha này em không có đo. Em đo chiều dài thôi. Dài 66. Mã số 771. 1 triệu 3 nghe các bác. Dạ. Khách xì các bác. Rồi em lên một con cũng bắt ca luôn, cái này cũng N2B, form N2B nha các bác. N2B sai lát này, mắt Inuit à, hàng thương mại thập niên 80 đấy, này thập niên 80 nha. Khóa Scoville luôn nha, Scoville thì thường là thập niên 70 cũng có nha, khả năng thập niên 70 là cao đấy, nhưng mà nó hàng thương mại thôi. Rồi khóa ra tên ở đây. Rồi bo như hàng cấp phát các bạn, bo nó có lỗi được nha, bo nó có lỗi rồi đây. Cái này hàng xưa đấy, thập niên 70 đấy nha, màu cũng giống hàng cấp phát đấy. Bo lỗi đây, nói chung là nó dơ đây nữa nè các bạn, nó dơ đây nữa nha. Cái này về giặt thì ra nghe, về ngâm cho em một ngày thì giặt. Bo thân còn ngon nha. Bo thân còn ok. Rồi bo thân ổn nha các bác. Nó bị một hai chấm đây. Nhỏ nhỏ đây đó. Rồi cái này em bán 500 nghìn. Tất nhiên nó có lỗi bo ha. Nó hàng xưa đấy, thập niên 70 nha. Mẹ nói em nói sai gì quên đây. Khóa Scoville luôn, nó hơi ra ten này. Đó, nói chung là hàng rách. Nếu bác nào thích chơi hàng vintage thì chơi thôi, nhiều bác chơi vintage thì lại thích rách. Chứ không phải ai cũng thích rách, tất nhiên là
các bác chơi hệ vintage đó, mà thường nói chung là cũng khó nói ha, chắc là có những người thích mang đồ cũ cũ rách rách đó, đại khái vậy ha, chứ còn nhiều nhiều khi em nói cũng khó, nhiều mấy mấy bác kêu đồ rách thì sao mang, nhưng mà chơi hệ vintage thì nó khác. Nói chung là đại khái vậy đi, nói chung là áo rách rách nghe các bác, nó rách bo rồi, dưới này nó dưa dưa thôi. Rồi rồi xấu cũng 63 đến 73 kg, 75 kg được, cái này chắc size medium hả. Đó mấy bác cứ về, nếu mà nhắm chơi được mình chơi chốt con này em bán 500.000, tất nhiên là nó rách bo. Thập niên 70 nha, cái này nó cũng giống như hàng cấp phát, nó không khác gì đâu về kiểu dáng đó, nhưng mà nó là thương mại thôi. Xài lát thôi nghe các bác, xài lát mà thấy có vẻ không to lắm ha, 65 đến 77 kg đi, mấy tên vũ trà nó hơi dơ dơ thôi, về các bác giặt cái là ngon, còn rách mỗi cái bao tay thôi, dưới lưng này nó dơ nè, cái tay thì giặt cái ra ra dơ đứt thôi nha, chứ còn cái màu y như hàng cấp phát. Rồi mã số 772 em bán 500.000. Mùi quá các bác, để em mùi quá, nó sụn mùi. Rồi tiếp theo đây một con M1 Rocco luôn rồi. Con này cũng còn mới lắm, nhưng mà nó to lắm nha, xài 4x lát là nghe, Rocco made in China nghe các bác, màu đen thui, độ mới cao, nhưng mà các bác trên 100 kg hoặc là nhiều bác nhỏ con á, thích mặc free size mặc không rên á, cái đó thì mấy bạn tin mặc thôi, chứ mấy bác lớn tuổi không mặc free size được. Rồi cái này nếu mà vừa phải 100 kg, 100 đến 120 kg, rồi mới lắm. Cái này độ mới thì 96%, có điều nó hơi nhăn thôi, giặt cái thì nó bớt luôn các bác, 350.000, không lỗi lầm luôn nha, áo còn ok cho 96%, có điều nó hơi nhăn thôi. Rồi vai 59 nè, vai 59 tay 73, dài 77 nha, 350.000, mã số 773. Rồi tiếp theo lên một cái màu xanh coban nữa nè, này cũng 350.000 luôn. Ồ, có là cờ rồi luôn nha, màu cái màu này cũng lạ đấy các bác, xanh coban ha. Rồi cái này từ 80 đến 95 kg, 80 đến 95 kg nha, còn tem cờ bên này nè, hai tem hai bên, màu còn khá nha, 90%, ok các bác không đổi lọc, ok ha, 350.000, bo rồi cũng còn khá nha, này hơi dơ dơ mà màu nó cũng thấy ngã ngã nhẹ nhẹ ở đây ha, chúng còn tương đối dưới 90%, cũng căng Rocco luôn nha, size lát này, cái này size lát này, made in Korea này các bác, thương hiệu Rocco luôn nha. Rồi em bán 350.000 luôn. Rồi vai 57 nè, tay 67, dài 69 nha các bác, mã số 774, 350.000.
Rồi em lên một cái bát ca này. Bát ca nè, ba bê là cái này dày dày ấm nha các bác. Xay lát. Xay lát mà hàng cấp phát luôn nha các bác. Xay lát này. Chuẩn cấp phát lý Mỹ luôn đấy, đời 85 nha. Đây là 200 đề 85, nhà thầu Ring Buyer Industry. Tiếp N3B nha, nha các bác. Cái này hàng cấp phát nha. Rồi. Đó, nón vành lông nói chung hơi dơ dơ vì giặt cái là trắng bóc thôi. Và không thích các bác gỡ rời được cái vành lông này nha. Cái này thì ấm đó, mùa này các bác mang thì bao ấm luôn. Cái này thì còn tương đối thôi. Nó hơi dơ dơ hơi sờn. Tay nó cũng dơ hơi sờn nha các bác. Cái nói chung cái này giữ ấm thôi. Độ mới còn 80 thôi. 80%. Cái này hơi ố ối. Cái này sẽ không ra đâu. Hơi sờn đây tí nè. Rồi hàng cấp phát luôn đấy các bác. Và mặt thì bao ấm nha. Mùa này các bác mặc chạy xe ngoài đường này ấm. Rồi đây. Ủa, giày nặng lắm nha. Khóa Chevo nghe các bác. Rồi nó hơi dơ dơ. Nó về giặt cho em rất là ổn. Rồi nó mất một hộp nút ở đây. Mất hai hộp ở đây. Các bác lấy thì em nhét vào túi mấy hộp nút khác à. Về thay thôi. Nút giống vậy thì em không có. Rồi em bán 450 ngàn. Này xe lát các bác từ 70 đến 85 kg. 70 thì hơi rộng nhưng mà thường á, trời lạnh các bác có thể mặc thêm cái áo dày bên trong à. Còn nếu các bác mặc mỏng bên trong thì nó phải từ 70, từ 80 đến 90 kg. Nói chung là từ 75, nếu mà đẹp cứ 75 đến 95 kg. 95 cũng được, 95 thì mặc áo mỏng bên trong thôi. Rồi nói chung là còn tương đối thôi, nó hơi dơ dơ về giặt thôi. Màu nó cũng còn tầm 80% trở xuống, nó hơi sờn sờn đây tí này. Sờn mấy cổ tay tí. Rồi nhưng mà nó còn ổn à. Hơi bụi bụi thôi, về giặt là ổn đó. Em bán 450 ngàn, hàng cấp phát luôn nha các bác. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 585. Rồi có dây rút eo rồi đầy đủ ha. Tất nhiên là nó ấm, nó ấm mà nó cũng còn tương đối, mặc đi ăn cổ vẫn tốt. Rồi em bán 450 ngàn. Quan trọng nó không rách các bác, không rách ha. Cổ tay thì nó hơi mài mài mấy cạnh xíu xíu vậy thôi, không vấn đề, về giặt cái là mướt thôi. Mấy cạnh này nó bằng da thật luôn nè các bác. Rồi 450 ngàn nha, mã số 775. Rồi tiếp theo em lên cái này cũng pilot luôn các bác. Rồi em bán 250 ngàn. Cái này hàng China, bo thì nó hơi nhão được nha, nên nó lủng tí đây, lủng tí đây. Rồi em bán 200 ngàn đi. 200 ngàn. Mấy này bụi thôi, bao ra cho các bác. Rồi các bác từ 75 đến này về 80 các bác. 75 cũng hơi rộng nha, 80 đến 90 kg ha. 77 đi, 77 đến 90 kg được. Em mang cũng được, 75 thì cũng được. Pilot mặc rộng rộng chút cũng được. Rồi, cao 1m73 đổ lại. Ủa cái vải thì màu nó còn ok, nhưng mà cái này xe lát. Xe lát nha. Này nó không ghi cuộn nào nhưng mà chắc China đây các bác. Nhìn cái áo thì biết China này. Mấy cái này là em giặt rồi nè, em bỏ cho máy em giặt mà giống như nãy em nói, bụi nó dính vô. Okay, cái bột xà bông nó dính vô. Cái này em bao ra nha, nếu không ra thì trả lại cho em. Mấy cái vết này, riêng mấy vết này là em bao ra này. Nó lúc mà mình giặt á, bỏ vô nhiều quá xà bông nó, tức là nó không có tan hết các bác, mình nó xả không sạch á, nó còn dính lại trong. Tại thường em giặt em lộn trái ha, nó còn đọng bên trong. Cho nên là lúc về nó bám nguyên lớp bụi đó, em cạo đi hết. Nhưng mà còn cái này nó thấm vô trong, cho nên phải giặt, bắt buộc phải giặt nó mới ra. Chắc chắn ra nha. Rồi nó bị ấy một nút ở đây, các bác lấy em đóng lại luôn cho. Đóng lại nút luôn cho các bác. Em cứ phải làm chỉnh chu, về các bác chỉ việc mang thôi. Đó. Xước đầy tí nữa. Rồi bo thì nó hơi nhã thôi. Bo thân còn ổn. Bo tay thì đây, đúng lỗ đây. Cái cổ cũng hơi dơ nha. Bo này đấy, các bác nếu mà về lấy về thay cái bo tay thôi là ngon rồi.
Rồi em bán 200 ngàn đi. À, mã số 776, 200 ngàn. Vai 52. Tay 64. Và dài 65.5. Chỗ sau này nó cũng xước xước tí xíu, nó có hai cái vết này các bạn. Rồi em cũng bán 200 ngàn đi ha, bán là thấy ý mình chốt mặt cái này mặt chơi chơi cũng ổn. Mã số 776. Rồi bao nhiêu phút rồi các bạn? 51 phút chắc em lên cái em nghĩ. Rồi em lên cái to đi. Cái này to effort luôn nha các bác. Cái này bữa lên rồi mà vẫn còn to quá không bác nào chốt ấy. Low thin brand. Rồi mắt in China size L nha. Bác nhìn tem logo effort luôn nha. Logo tem logo không quân luôn. Đây. Ủa cái áo này hầm hố đấy. Dày lắm nha, áo này dày nè. Lớp bông dày đó các bác. Cái áo này bộ tem của 571 đấy. Bộ tem giống nó mô phỏng lại cái hàng cấp phát 571. Tất nhiên nó là thời trang thôi. Nó thời trang đây nghe các bác. Rồi size nó hơi to các bác đừng chạy từ 80 đến 95 ký. Rồi cao 1m7 trở lên. Đúng dài thôi. Rồi em bán 500 ngàn thôi. Cái bộ tem này cũng ăn tiền rồi các bác. Bộ tem này. Các bác về em ưng lấy cái bộ tem. Cái điều nó hơi sù đó. Lấy bộ tem này may vô áo M1 là ngon. Rồi ok ha. Ôi áo còn ổn lắm. Không lỗi gì hết nha các bác. Rồi cái điều nó hơi to rồi thôi. Rồi em bán 500 ngàn. Mã số 777. Rồi cầu vai nè, mở vai luôn nha. Ủa, hầm hố đấy. Mấy này với chưa nè. Ủa, ra nha, mấy này về giặt giùm em. Ra nha các bác. Đây, em cạo nó bay. Mở vai luôn nha. Rồi ổn nha các bác. Chỗ này nó tuột đường chỉ, nó khâu lại nè. Các bác có muốn đẹp thì về cho thợ may lại thẩm mỹ lên thôi. Nó tuột chỉ thôi nha. Rồi, ủa, dày ấm nha. Cái này được cái nó dày các bác. Rồi em bán 500 ngàn. Mã số 777. Rồi các bác. Rồi em lên cái nữa đi. Cho nên sao nó bị cái dây kéo đó oxy hóa rồi các bác. Cái này nó gãy tay cầm rồi nhưng mà các bác lấy đem lật ngược cái tay cầm bên trong ra cho. Tại cái khóa này nó hai mặt mà các bác. Đó, các bác lấy thì em lật cái củ khóa bên trong cho nó ra ngoài ha. Rồi khóa nó hơi ra ten thôi, về các bác chà chà cho nó bay thôi ha. Theo bó in luôn. Này chắc của Rocco luôn. Size ít lát. Made in Korea nha, cái này không phải Rocco. À Rocco đây. Hàng của Rocco nha, Made in Korea. Rồi, bo đây. Logo Rocco đây. Cái khóa này nó hơi ra ten thôi nha. Kéo vẫn bình thường. Rồi, ổn đấy các bác. Theo logo luôn. Rồi, bo thì nó hơi xanh xanh đây. Hơi xíu đây. Rồi, nhưng mà cái vải cũng chất lắm. Vải dày lắm nha. Cái vải nó như vải alpha đấy. Rồi các bác từ rồi nó tay cầm các bác lấy đem lực bên trong ra cho. Bên trong thì hơi khó kéo đi, để khỏi kéo đi. Rồi các bác từ 75 đến 90 kg. Rồi các bác cao 1m73 đổ lại ha. Rồi em bán 400 ngàn. Áo này còn ổn nha các bác. Cái chất vải ok lắm. Chất vải nó dày dặn y như vải cái hàng của alpha đấy.
Rồi 400 ngàn mã số 778. Rồi. Ok ha, cũng pilot như ai thôi. Nhưng mà nó là gia công ở Korea, đi bo nó hơi ấy thôi. Rồi, còn ngủ đấy các bác. Hóa nó hơi ra tê tí thôi. Nút cũng hơi ra tê, được cái chất vải cũng ngon. Rồi. Cái vải ok ha, nhưng mà cái điều bo thì nó hơi ngả màu xanh, nghĩa là nó không được mới lắm. Các bác về mà thay bo được thì ngon, chứ còn cái vải còn ok lắm. Hóa đồng luôn. Rồi bán 400 ngàn mã số 778. Rồi. Còn cái này lên luôn đi. Em lên cái này để em nghỉ các bác. Rồi một cái này của thằng Kagujon gì đây các bác. Rồi màu xanh coban ha, chỗ này nó hơi xù xù tí. Từ cái miếng dán đó nè, nó hơi cạ vô đây, nó xù cái vải đây nè. Nhẹ thôi nha. Rồi cái này bán 400 luôn. Ok, màu coban. Rồi các bác. Từ em bán 350.000 luôn. Cái này cũng 350 đi, em sửa lại giá. Bán 350.000 thì cho nhanh. Rồi. Cái này em bán 350.000 luôn. Rồi cái này từ cũng từ 77 đến 90 90 kg, 80 đến 95 kg. 78 đến 93 kg. Ok. Cao mét 75 độ lại ha. Rồi. Cái màu là đẹp rồi, cái này xước xước nha, mấy này hơi xù xù xước xước cái vải tí xíu nè, chỗ này hơi xước tí, cũng nhẹ thôi, còn tương đối mặt vẫn ổn nha, đi ăn cổ tốt, màu coban ha. Rồi cái này 350.000. Tem mát đầy đủ luôn các bác. Yeah. Tem cốt đồ tóc nu đầy đủ ha, nhìn như hàng cấp phát đấy. Nó là hàng thương mại đấy nghe các bác. Nhưng mà nó made in nào đây, made in Korea luôn. Rồi cũng 350.000, có tem dán đây luôn. Rồi vai, vai 59 nè, tay 64 và dài, dài 68 các bác, 350.000 mã số 779. Rồi chắc là em ngưng rồi các bác. Nay em lên chừng này thôi. Chung lên hàng vừa vừa. Bác nào thấy vừa ý thì chốt ha. Rồi. Và các bác vừa ý thì nhớ cái mã giùm em. Vừa ý mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo giúp em. 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán với đơn hàng dưới 2 triệu ha. Dưới đơn hàng trên 2 triệu, các bác khách mới chịu khó cọc cho em 100 ngàn thôi. Và xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào tối ngày mai nha các bác. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bác đầu tuần thuận buồm xuôi gió ha. Rồi, vui vẻ cả tuần. Xin chào.